Mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng. Ông không chối. Ông tuyên xưng rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi: thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời: tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp: không phải. Họ liền bảo: vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến, họ hỏi Gioan rằng: nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời: tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Muốn mình được trở lên vĩ đại, đó là khát vọng mà con người luôn kiếm tìm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khát vọng này chúng ta đã gặp thấy ngay trong những trang đầu tiên của Thánh Kinh, khi Adam và Eva đã xuất hiện mãnh liệt, khi hai ông bà muốn bằng được Thiên Chúa, muốn trở nên vĩ đại như Thiên Chúa và muốn thay thế vị trí của Thiên Chúa trong đời. Và chính khát vọng tìm kiếm sự vĩ đại này, Adam và Eva đã biến vườn địa đàng thành hoang địa khô cằn, chết chóc, tội lỗi. Trong trang tin mừng ngày hôm nay cũng dẫn đưa chúng ta vào một hoang địa, và ở nơi đó mình được mời gọi để chiêm ngắm một con người vĩ đại thực sự. Con người mà Thánh Kinh định nghĩa rằng không ai cao trọng hơn ông. Đó chính là Gioan Tẩy Giả. Quả thực con người này rất vĩ đại. Gần 400 năm, dân Do Thái vắng bóng tiếng gọi của Thiên Chúa. Giờ đây, Gioan xuất hiện trong hoang địa để thổi vào dòng lịch sử của dân Do Thái một làn gió mới, thổi vào trong tâm hồn của những người dân tộc của Ngài khát vọng mới, chờ đợi mới và một tương lai mới. Với một con người sống trong sa mạc, với một sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và một niềm xác tín rõ nét đặc biệt trong trái tim mình, tiếng gọi và sứ vụ Chúa trao. Với tất cả những điều đó, với một giọng nói hùng hồn từ trái tim mình, Gioan đã xuất hiện và vang dậy trong lòng của mình tiếng nói của Thiên Chúa, để rồi Ngài biến sa mạc trở thành một nơi đầy sức sống và sức mạnh của Thiên Chúa.
dân chúng đã lũ lượt đến hoang địa với dòng sông Giô-đan. Và ở nơi đó, dân chúng thực sự khám phá ra được sự vĩ đại của Gioan. Vĩ đại đến mức mà họ khẳng định và tưởng rằng đây là đấng Mêsia, đây là đấng cứu độ, đây là Elia, vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước, hay một vị ngôn sứ mà họ chưa bao giờ gặp, họ chưa bao giờ thấy. Thế nhưng chính trong lúc đó, sự vĩ đại của Gioan thực sự xuất hiện khi ông khẳng định rằng ông không phải là Chúa, ông không phải là Đấng Mêsia, ông không phải là Elia và không phải là một vị ngôn sứ. Không giống như Adam và Eva, Gioan đã cất tiếng nói và tuyên bố rằng: "Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa đường cho Chúa, hãy dọn đường cho Chúa." Ngài mới là đấng cứu thế, Ngài mới là đấng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, và tôi không xứng đáng quỳ xuống để cởi dây giày cho người. Đó chính là một sự bé nhỏ tuyệt đỉnh của Gioan. Đó chính là sự khiêm tốn tuyệt đỉnh của Gioan. Và đó cũng chính là sự vĩ đại nhất của Gioan, khi Gioan thực sự sống và sống với sứ vụ của mình là nhân chứng cho Thiên Chúa, là nhân chứng cho ánh sáng, là chính Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ trần gian. Gioan trở thành nhân chứng để qua ông mọi người tin và đón nhận ánh sáng đích thực là Đức Kitô. Để sống trọn vẹn cho vai trò sứ vụ và sự vĩ đại này, bắt đầu từ hoang địa, Gioan đi dần vào trong ngục tù. Bởi chính khi nhân chứng của Thiên Chúa phải nói lên sự thật, phải sống cho chân lý, phải ôm và yêu đứng mình được sai đến và tin tưởng. Và cũng chính từ đó, đó là những bước chân đưa Gioan vào ngục tối. Và chính ở nơi đây, vị ngôn sứ tối cao của Chúa đã kết thúc cuộc đời trong hầm tối, trong ngục tối. Thế nhưng cũng chính trong ngục tối này, cái chết của Gioan đã trở thành một tiếng gào thét vĩ đại trong lòng của mỗi chúng ta. Nếu đó là một ngục tù, nếu đó là một ngục tối, trở thành một ánh sáng, trở thành một tiếng gọi của Thiên Chúa vang lên, để mỗi chúng ta phải mở lòng và sẵn lòng phá tan ngục tối khi đón nhận Đức Kitô là ánh sáng và sống theo tiếng gọi của Ngài, để trở thành những chứng nhân của niềm tin và hy vọng giữa cuộc đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong chuyến viếng thăm đất nước Bangladesh vừa qua, vào ngày 1 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã phong chức linh mục cho 16 thầy phó tế, trong đó có cha Joseph Mokmu. Ngài là vị linh mục đầu tiên trong bộ tộc của Ngài, và qua chứng tá của đời sống đức tin, Ngài đã lôi kéo cả gia đình của Ngài trở lại đạo. Và sau 4 năm trời, 800 người của toàn bộ ngôi làng của Ngài đã đón Đức Kitô vào cuộc đời. Ngài đã tâm sự: "Có một ngày, có một vị linh mục đã nói với Ngài rằng: Yosin, con có một ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng con, đừng dập tắt nó. Ngọn lửa đang cháy đó chính là Chúa Kitô." Ngọn lửa đó
đã tiếp tục bừng cháy lên trong lòng của cha Joshi. Và với sức mạnh của ngọn lửa yêu mến đó, cha luôn xác tín trong lòng của chính mình: Chúa Giêsu Kitô đã đến cho tôi, Ngài là bạn, là Chúa của tôi, là đứng dựng nên tôi khi Ngài đến thế gian này. Ngài đã dạy dỗ và giảng dạy cho dân chúng. Ngài đã trao ban sự sống của Ngài vì tôi. Ngài đã đến trên trái đất này và đã cứu tôi khỏi tội lỗi. Ngài đã chết để cứu tôi khỏi tội lỗi. Với ngọn lửa trong trái tim và với niềm xác tín đó, cha đã trở thành một chứng nhân bất diệt của Chúa Kitô trong cuộc đời này. Cha đã trở thành một vị mục tử vĩ đại, để qua cha, cả làng của cha được gặp Đức Kitô, được chạm vào Đức Kitô và hạnh phúc được đón nhận ơn cứu độ của chính Ngài. Mỗi chúng ta trong cuộc sống này, mình vẫn thông thường than phiền về một xã hội đầy những bất công, tội lỗi, than phiền về những người chung quanh thiếu cảm thông và chia sẻ, than phiền về những gì mình không có. Và những điều đó dễ đưa chúng ta vào trong hoang địa khô cằn. Và đó cũng là điều dễ thực hiện trong đời. Nhưng được mời gọi để thắp lên một ngọn đèn giữa đời, được mời gọi để thắp lên một niềm hy vọng trong niềm tin vào Thiên Chúa, thì đó là một trong những tiếng mời gọi khẩn thiết của mùa vọng của trang tin mừng hôm nay. Để mỗi chúng ta không phải ngồi đó để nguyên rủa bóng tối, nhưng chúng ta nỗ lực để góp vào lòng mình, góp vào cho đời một ngọn lửa để sưởi ấm trái tim mình và sưởi ấm tha nhân. Trước điều đó tuy bé nhỏ nhưng lại trở thành mối men cho đời, là ánh sáng cho trần gian, mà Thiên Chúa sẽ dùng hơi thở của Thánh Thần để thổi bùng lên những ngọn lửa bé nhỏ đã xuất hiện và được nuôi dưỡng trong lòng chúng ta. Xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta sẵn sàng biến cuộc đời của mình trở thành một vườn địa đàng, nơi đó chúng ta gặp Thiên Chúa và mọi người gặp được Thiên Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Tình yêu mến, xin cho lòng.
Chúa cứu rỗi cho mọi nơi, cho lòng chúng con không oán hận mà không ghen ghét, xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ, xin cho lòng chúng con yêu mến người yêu suốt đời, chỉ biết dâng hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao, để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Tiếng hát vang dậy trời cao, để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi, để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.